Alo mình là bao giờ? Chúng ta có được alo bây giờ thì anh đông bệnh pha router vào nó thì password xin đi password mà mình đổi bên này rồi được password xin đi để phía bên wifi cứ như vậy tối nay rồi line tối mà không phải cứ khô tối nay tan đi ra phía người xin rồi được password giao nhiệt phía bên này anh đông wifi của nó rồi chúng nó xa lại vào bây giờ. Nó số wifi của password giao mà số lịch sử thì Chrome browser thì ông nhà bạn ấy nên là lịch sử thì search bấm mà thì bỏ search bấm mà thì cô này rồi đi luôn nhớ thì nó nằm bên trái là lên đấy rồi đó thì hàng lưu này là vậy này bị lỗi gì đấy thì được trả thì được bỏ lại đấy này, à là số lỗi gì đấy thì này là lỗi này bao thì ao xong là này bị lỗi gì đấy thì mà processor thì mà nó thì cô này thì cháu chết thì à là lỗi này đấy bao này bị lỗi gì đấy thì được nhiều trả lại vào đấy này thì nhiều ai thì ai thì số lỗi này mà admin một thì bao a thì này mà password mà trả đó trả vào mấy password trả đó xe nào phải mà đi được vào vào đấy xe của mình này mà thì xe nào chưa hả thì đối tượng vào đây mấy nó tiếp theo đưa xe nhiều ra phía thế thì mà password gà thì mà vào đây nó admin dssmw niche tung con nhiệt tung nhá thì mà bọn nó west id ấy mà ở đây mình password mà đi công ty mà phía bên đó cho nó ai còn giải thích lại bạn ấy à chị này bọn nó chị ai gì đấy đó em còn lại bạn lỗi ngoài lại bị sửa chữa đi đâu chả là vậy này sao nên là thế nó bây giờ làm gì mà đi sao nên đó có lỗi anh đi nắm bắt để chả là vậy này anh đi đó cho nó là nam biết giáo mình sửa lỗi chính nam biết giáo mình sửa lỗi chính thì mà nếu warning SSID rồi hả có thì mà này vậy nam mẹ lịch lục giáo người bảo đấy lục giáo này mới nó my home h o m e home nó abi mà password cả password cả đi mà giáo người đấy pass nam mẹ salon salon kia mẹ xe lông tôm hả xe lông kia mẹ em cho nó xe lông đi hư ra vào đấy tôi nhận giao này mẹ bắt xuống gặp giao này bà mẹ hard in lê lê con là long rồi nó con là long rồi đó con là long rồi đó nào ra tao nó bảo lại đấy con này xe ngã rồi đó xe long phía tao đi xe long phía tao đi xe anh đi mà anh em thì ông mà username admin admin phía bên đó thì mà bọn nó password không rồi thì mà thi à bạn mẹ bỏ số mà thì mà là ở tê cổ thịa mà mấy thì ở xong là ở tê nó cổ thịa mà mấy
rồi lấy nhiều bọn nó giờ giáo viên số lấy xin giáo viên số lấy xin thì mà học mà xin đấy apply số lấy này học này bà mẹ đó nó ngoài phải tay này đó nó ngoài apply số lấy này đây bà mẹ khi nào xong á ngoài phải giao rồi nó nhìn thoát lại bà mà phải nhiều tao bà mẹ thì mà my home này đó cho nó không ai giải trí password rồi thì là bạn mới nè mình trả lời nó được mà à sao tông nó vào đi cái đó cô mà cô giáo nó mới vào bữa ra trên này là solution này em hiểu cho nó comment thì mà video cho comment ông mà gì luôn vậy tại vì ở trên này tông nó vào đấy à nào trên đi xí vào đấy à là cái mà cái sinh sản đó mà thì ở ở ở thế này thì nó sẽ như thế nào ngoài phải mà ví dụ nó nào được khác à là cái là cái là tham gia thì sẽ như thế này trong video cho nó nào tập video lâu bề mà phải bài ở luôn cái chi tiết mà được